Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 18 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình ngày thứ năm này với tuổi Tý, dưới sự che chở của tam hội, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý đang có những dấu hiệu tiến triển rất thuận lợi và nhanh chóng. Thời điểm này, những chú chuột nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên. Đây là cơ hội quý giá để bạn có thể chứng minh năng lực của mình, cho nên hãy cố gắng tận dụng thật tốt, điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng tiến của bạn. Ngoài ra, thực thần ghé thăm và mang theo nhiều cơ hội kiếm tiền cho bạn, đặc biệt là với những người làm về kinh doanh. Bạn được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng cũng bay về tới tấp. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc lại gây ra một vài vấn đề về sức khỏe của con giáp này. Đừng quên nghỉ ngơi hợp lý, kẻo có thể bạn sẽ tốn một khoản nho nhỏ vào việc chữa bệnh đó. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến. Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Công việc đang tiến hành phải bị tạm dừng do có vấn đề khác nảy sinh, hoặc có tin, có người đến khiến phải tạm ngưng. Ngày của sự đáo hạn kết thúc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên tin tưởng. Ngày có sự thay đổi, hoặc đã là lúc mọi chuyện đến hồi kết thúc, việc làm đã xong, thấy được kết quả. Có khách đến hoặc nhà có tiệc, có người đi xa, có lộc nhỏ, có tin về sức khỏe, tình cảm, hôn sự, của người thân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Không nên có sự hấp tấp, vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm, tiền bạc tốt, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tài lộc rủng rỉnh, nhất là với người làm kinh doanh. Nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị. Công việc dù có khó khăn, hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình, ngày có tiệc, có lộc ăn, có tin xa về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chú ý sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Tất cả sự mong cầu về tình cảm, đính ước, hẹn ước đều không nên, có tin buồn. Ngày gặp nhiều sự trở lực khó khăn, cần phải nhẫn nại hoặc phải bỏ công sức nhiều mới có kết quả. Chuyện vui chơi khách khứa, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn, dễ gây ra chuyện không như ý. Nội bộ gia đạo hoặc công sở có nhiều sự bất hòa hoặc có tin buồn. Con số may mắn, 3-4. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, thiên ấn mang đến cho người tuổi Sửu một tinh thần làm việc hăng hái. Nhờ vậy, bạn có thể đương đầu với mọi khó khăn trong lúc này. Thậm chí bạn còn thích những vấn đề mang tính thử thách, bởi những chú châu hiểu thách thức sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Năng lực cá nhân chính là điều tạo dựng nên sự uy tín của con giáp này. Dù bạn không phải là người xuất sắc nhất nhưng bạn luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người do bản tính thật thà và có tinh thần trách nhiệm của mình. Thổ khí vượng, sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm đâu. Bạn dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, thế nên ăn uống cho tử tế vào nhé. Đừng có lấy cớ này kia mà bỏ bữa đấy. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là một ngày đẹp để khởi công, mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm giàn gác, cưới gà, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tinh thần làm việc hăng hái, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Ngày tuổi của bổn mạng, nên an phận thủ thường. Việc như thế nào thì làm như thế ấy.
Không nên hấp tấp vội vã dù hoàn cảnh ở trong sự thúc bách hoặc khó giải quyết. Nếu có sự hiểu lầm về việc làm cũng như về tình cảm cũng không nên phân trần. Hãy để mọi việc tự nhiên, chậm về tin tức, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, chủ động đón nhận thách thức và tìm cách vượt qua bằng được. Ngày tuổi của bổn mạng, việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện bích lòng phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về lợi lộc, ngày có tin hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích, có tài lộc nhưng dễ hao về đám tiệc, giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa tạo dựng được sự uy tín nhờ năng lực cá nhân. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác, có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ có tinh thần trách nhiệm với mọi việc. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến, nhất là chuyện tình cảm, sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy, không nên cưỡng cầu hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng. Không nên tin vào sự giao hẹn, đính ước có trở ngại, rời hẹn, sai hẹn. Có lộc định kỳ, hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, chú ý chế độ ăn uống để không mắc bệnh về tiêu hóa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự khéo léo nhu nhuyễn, luồn lách tốt hơn là ra mặt và tiến chậm rãi thì mới có kết quả. Nên tự tin vào mình, không nên nghe ý kiến của người khác. Nhưng đây không phải là ngày mưu cầu những việc lớn lao. Nếu có thể được nên rời vào một ngày khác, tài lộc chậm nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có lộc nhỏ. Con số may mắn, 7, 6. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ Tý Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Tử vi thứ 5 cho thấy, chính tài nâng đỡ nên người tuổi Dần trong ngày hôm nay không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bản mệnh hoàn toàn đủ ăn đủ tiêu, không thiếu thốn gì. Một điều quan trọng nữa mà những chú hổ cần quan tâm là các kế hoạch chi tiêu của bạn phải điều chỉnh sao cho hợp lý hơn, có tính toán hơn để tránh lãng phí. Hãy là người tiêu dùng thông thái, quản lý tài chính thông minh. Thổ khắc mộc báo hiệu đường tình duyên của người tuổi này không khả quan cho lắm. Mối quan hệ của hai bạn đang bị nhiều áp lực từ bên ngoài do cả hai quá để ý đến lời người khác nói mà không tin tưởng nửa kia. Dù trong bất cứ tình huống nào, hãy luôn cho đối phương cơ hội giải thích chứ đừng chỉ nghe lời người ngoài. Bởi nếu không biết cách bảo vệ mối quan hệ của mình, bạn có thể khiến mối duyên vun đắp bấy lâu tan thành mây khói và tổn thương người mà bạn từng hứa hẹn yêu thương. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, yên tâm về tiền bạc, thu nhập ổn định. Không nên tranh cãi, kiện tụng lôi thôi chỉ đem đến phiền muộn. Đề phòng tin thất thiệt thị phi. Mọi sự quan hệ, giao dịch nên thẳng thắn, chớ nên giải quyết vì tình cảm có hại. Nên giải quyết các công việc đã đến hạn kỳ. Ngày không nên có sự quyết định nhanh chóng, chỉ nên lắng nghe và tham khảo. Nên đắn đo trong việc cầu hôn, hợp tác, hẹn ước. Có người khác nhúng tay vào. Hạp các nghề kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa cần có kế hoạch chi tiêu cẩn thận, điều chỉnh thói quen mua sắm. Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng có gặp trắc trở chút ít. Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Có tin xa, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, đường tình duyên có trục trặc do áp lực từ bên ngoài. Ngày có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mích lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, học cách lắng nghe lẫn nhau, cho đối phương cơ hội được giải thích. Sự việc đã đến hồi kết thúc,
hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc, tình cảm, dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ. Không nên tranh cãi, đôi co tranh giành, mọi việc đã được định sẵn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, chỉ nên chấp nhận tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, lời người ngoài không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Không nên quyết định hoặc tiến hành những việc lớn lao gặp sự trắc trở, khó khăn, bị chơi xấu, có người dò ngó. Có tin vui nhỏ về chuyện tình cảm, tài lộc bình thường, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, công danh, bè bạn. Nên đề phòng rủi ro khi làm việc, di chuyển. Con số may mắn, 19. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mão Tuất Hợi. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão có thể sẽ phải gồng mình lên để giải quyết công việc bận rộn suốt cả ngày. Tuy mệt mỏi một chút nhưng chắc chắn thành quả thu về sẽ khiến bạn rất tự hào và cảm thấy xứng đáng. Bạn vẫn có cơ hội phát tài trong hôm nay nếu quyết định đầu tư. Một số người đầu tư, kinh doanh có lợi và nhanh chóng có được kết quả đáng nể khiến người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chớ nên làm giàu từ việc làm ăn phi pháp, bạn sẽ sớm phải hối hận đấy. Ngũ hành tương xung là lý do vận trình tình cảm của bạn có dấu hiệu ảm đạm. Người độc thân có thể bỏ lỡ cơ hội bày tỏ với người mình thích do thiếu tự tin vào bản thân nên sinh ra sự rụt rè trong giao tiếp. Còn với các cặp đôi, đặc biệt là người đã lập gia đình, những cãi vã và mâu thuẫn dễ dẫn đến đổ vỡ, ly tán. Hãy biết kiềm chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí của nửa kia để suy nghĩ. Hai người ở bên nhau sẽ không thể tránh được những lúc bất đồng, nhưng quan trọng là tìm ra cách dung hòa, thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, bận rộn giải quyết công việc nhưng thành quả nhận lại sẽ rất xứng đáng. Mọi việc trắc trở trước yên ổn sau. Ngày có nhiều việc phải lo. Có tin buồn, chuyện bất an về sức khỏe, bệnh tật, có chuyện tang thương. Sự mong cầu về tình cảm chỉ đem đến đa sầu, không vui, hoặc có người đi xa. Có tin tức ở xa. Nếu có lộc ăn cũng không được vừa ý. Nội bộ gia đình, công sở không nên tranh cãi. Tài lộc trung bình, ngày có sự bận rộn về bếp núc lùng cùng trong nội bộ. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, có cơ hội phát tài nếu quyết định đầu tư. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, chớ nên làm giàu từ việc làm ăn phi pháp. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc, tình duyên ảm đạm, người độc thân bỏ lỡ cơ hội bày tỏ. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin tức về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Ngày hao tài về đám tiệc. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim, mâu thuẫn, cãi vã liên miên có thể dẫn đến đổ vỡ. Việc mong cầu về tình cảm chỉ là ngắn ngủi hoặc không vừa ý, tâm tình bất an, hay lo hoặc sức khỏe không tốt. Có tin xấu về cưỡng ép, pháp luật, xe cộ, hành hung, tranh cãi. Gia đạo bất an, nói chung là ngày chỉ nên ngồi yên. Con số may mắn, 3-4. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh đen. Quý nhân phù trợ, Mão Thìn Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Dưới sự tác động của cục diện tương phá, người tuổi Thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Mọi chuyện có thể không đi đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước khiến con giáp này cảm thấy rất bực dọc. Càng những thời điểm như này, bạn lại càng cần phải giữ được bình tĩnh để tiếp tục tìm cách tháo gỡ rắc rối, chỉ cần có lòng kiên trì, chẳng có việc gì không làm được. Còn nếu cứ nóng nảy, bạn có thể đắc tội tiểu nhân khiến công việc bạn đang làm càng thêm chậm tiến độ.
chính ấn cho thấy bạn là người có tương lai sáng lạn nếu chịu sửa đổi cái tính làm biếng của mình. Hãy đặt ra những mục tiêu cao cả hơn và đừng nên hài lòng với thực tại quá dễ dàng như vậy, bởi nếu bây giờ dừng lại, những người phía sau sẽ nhanh chóng vượt lên trên bạn thôi. Thổ khí vượng là lời cảnh báo tới sức khỏe của người tuổi Thìn. Việc bạn chủ quan không chăm sóc cơ thể mình suốt thời gian vừa qua sẽ khiến bạn cảm thấy thường xuyên mỏi mệt, căng thẳng, dễ bị đuối sức. Như thế thì rất khó giữ được tỉnh táo giải quyết công việc của mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, đau đầu tìm cách giải quyết trục trặc trong công việc. Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính. Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết, cần phải suy tính lại, nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội, và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Không nên tranh cãi. Có quý nhân giúp đỡ, hoặc nhận được tin tức tốt về họ. Ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh, tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, mọi việc không đi theo kế hoạch từ trước. Dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt. Chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc sẽ gặp sự từ chối hoặc rời cuộc hẹn, giao ước. Chớ để ràng buộc vì lời nói, dễ bị hiểu lầm, hàm oan. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân. Cần phải tranh đấu, bôn ba cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi, có tin buồn. Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, cần đặt ra những mục tiêu cao cả hơn và đừng nên hài lòng với thực tại quá dễ dàng. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Có tin buồn về chuyện tình cảm, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, mệt mỏi, căng thẳng do chủ quan không chăm sóc sức khỏe. Dù có gặp chuyện vui cũng không nên đi quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Chuyện tình cảm không nên có sự cưỡng cầu vì chưa phải lúc để nói hết lòng mình. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan. Đề phòng có sự trở ngại, gặp rủi ro hoặc có sự bất đồng ý kiến, kích bác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Con số may mắn, 2,5. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cà phê. Quý nhân phù trợ Tí Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ. Sửu Tỵ nhị hợp, công việc của người tuổi Tỵ không có điều gì đáng lo ngại. Bạn tìm được cách phát triển các quan hệ xã giao, có thêm nhiều mối quan hệ mới và mở rộng nhân duyên. Điều này rất có ích đối với công việc của bạn. Tuy nhiên, khuyết điểm của bạn là thiếu sự quyết đoán, thường hay băn khoăn rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nên dễ thay đổi ý định ở phút cuối. Không ít lần bạn gặp quả đắng, với sự thiếu dứt khoát đó của mình nhưng dường như thật khó để sửa đổi thói quen này. Là một trong những con giáp nhìn xa trông rộng nhưng khi có sự xuất hiện của chính quan trong hôm nay, sự bảo thủ và cố chấp đang cản trở sự phát triển của con giáp này rất nhiều. Bạn cần phải học cách linh hoạt hơn để có thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi và không ngừng tiến bộ, làm mới mình để phù hợp hơn với yêu cầu của công việc. Hỏa sinh thổ mang theo nhiều tin vui về tình cảm tới với những chú rắn. Tình yêu thăng hoa, bản mệnh đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi và chẳng hề muốn xa rời người ấy quá lâu. Nếu đây là một giấc mộng thì bạn chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ đó, không tỉnh dậy nữa. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa, công việc suôn sẻ, quan hệ xã giao hài hòa. Không nên nản chí khi gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết. Mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu. Có tin buồn, sức khỏe không tốt.
Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ, biết cách mở rộng quan hệ xã giao để giúp ích cho con đường thăng tiến. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Đề phòng có người dòm ngó mình, không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc, cần phải học cách linh hoạt hơn, nhanh chóng thích ứng với mọi thay đổi. Không nên dính líu đến chuyện người khác, dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác, hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim, nên quyết đoán hơn khi phải đứng trước các lựa chọn. Chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ, có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi. Việc mong cầu về tài lộc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt hại gì. Có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng, công danh của người thân. Có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi tình cảm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy, tình yêu thăng hoa, lứa đôi hạnh phúc. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ gặp rắc rối, hao tốn. Không nên dính líu vào những chuyện của người khác, chỉ đem đến những thị phi, tranh cạnh, bực mình. Đề phòng có người nói xấu, gièm pha gây bất hòa. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo tin buồn. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc, chữa bệnh, tài lộc kém. Con số may mắn, 2,9. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Sửu Ngọ tương hại, tác động của cục diện này khiến người tuổi Ngọ dễ vướng vào rắc rối. Những lúc như vậy, bạn rất dễ to tiếng và nổi nóng với tất cả những người xung quanh mình dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến mọi người không muốn giao tiếp nhiều với bạn. Với nửa kia, những lời nói trong lúc nóng giận mất khôn sẽ dẫn đến tổn thương cho cả đôi bên. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy khó có thể chấp nhận hiện thực nhưng khi đã suy nghĩ kỹ và đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận, bạn sẽ thấy mọi chuyện khác đi nhiều. Thiên quan còn nhắc nhở con giáp này nên tập trung hơn trong công việc, nếu không kẻ tiểu nhân sẽ nhân lúc bạn đang rối bời tâm trí này để cài bẫy, bản mệnh khó lòng mà thoát được. Thổ hỏa tương xung cho thấy sức khỏe không được tốt, lúc này dù có vấn đề gì có thể xảy ra thì bạn cũng phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân, tránh làm việc quá sức cũng như suy nghĩ lao lực và làm tổn hại cơ thể nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim, dễ cáu gắt to tiếng với người xung quanh. Cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát, không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng. Có tin, hoặc có khách, người thân đến viếng. Nên giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa đã tồn tại từ lâu. Không nên hứa hẹn gì lâu dài, tránh thị phi, tranh cãi, dễ bị trách oán, hiểu lầm. Nói chung mưu cầu chuyện tình cảm, lương duyên thì không nên. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy, thái độ gay gắt làm mích lòng nhiều người. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý, hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc, rắc rối. Tài lộc không tốt, dễ hao tốn về sửa chữa tu bổ, trả nợ. Có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn, thân nhân có liên quan đến mình. Nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi, hoặc phải trở về nửa chừng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, tập trung cho công việc để không tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ, nên đứng cả ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường lối cũ. Chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt. Có tin xa, tài lộc vào nhanh ra nhanh.
Có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận. Có người ở xa đến, tránh bàn chuyện người hoặc nêu ý kiến không tốt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tránh làm việc quá sức, suy nghĩ lao lực. Không nên quyết định sự việc theo tình cảm hoặc e ngại sự mích lòng mà tiến hành sẽ có hậu quả xấu. Đã là lúc phải có sự thay đổi về công việc cũng như về tình cảm. Tài lộc trung bình, đi xa không tốt có sự cản trở hoặc rủi ro giữa đường. Có khách ở xa đến. Con số may mắn, 3-4. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ tía. Quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Ngày Sửu Mùi tương hình, tâm trạng của bản mệnh khá nặng nề do chịu nhiều nỗi buồn phiền nhưng không thể chia sẻ được với ai. Đôi lúc bạn quá thẳng thắn, nói năng thẳng tuột nên dễ làm mất lòng người khác. Thêm nữa, sự cố chấp của bạn khiến cho mọi người dần xa lánh, bởi trong mắt họ, bạn chỉ cho mình là trung tâm vũ trụ, luôn cho mình là đúng mà chẳng chịu quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của những người khác. Chính vì thế, con giáp này cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình để không làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những ngôn ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe. Và đừng quên tham khảo những cách giảm khẩu nghiệp cho mình. Thổ khí vượng, mệnh chủ cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Những suy nghĩ bảo thủ đôi khi sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn nhiều. Hãy học cách suy nghĩ đa chiều hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tâm trạng nặng nề, có tâm sự nhưng không chia sẻ được với ai. Ngày xung của bổn mạng, dù sự việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành, giải quyết. Nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo. Tin tức mong cầu, hoặc người mình cần gặp còn chậm chưa đến. Nhà có đám tiệc hoặc có khách đến. Tài lộc tốt, việc đến rất nhanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy, thẳng thắn quá mức nên dễ làm mất lòng người khác. Ngày xung của bổn mạng, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro, mất hòa khí, trách oán. Nếu công việc, hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui, tài lộc kém. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nên quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Ngày xung của bổn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chú ý cách ăn nói, góp ý một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Mọi việc không nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết. Có tài lộc, trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau. Có tin xa hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đừng ngần ngại tiếp thu ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân. Có tin tức ở xa hoặc có người ra đi hoặc thay đổi công việc cũng như tình cảm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ không có kết quả, hoặc lợi và hại đi đôi. Có tin xa. Con số may mắn, 19. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, nâu. Quý nhân phù trợ Tỵ, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Thiếp tài xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thân như một lời nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình. Đừng vội vàng tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao chót vót từ người khác mà dốc hầu bao để đầu tư mù quáng, kẻo bị lừa không còn một đồng. Bạn nên hài lòng với thực tại và không nên tham những thứ xa vời, bất chính, nếu không sẽ phải nhận hậu quả không mong muốn. Hôm nay là ngày Thổ sinh Kim nhưng đáng tiếc bản mệnh vẫn chưa có nhiều tin vui về tình cảm. Dường như tình yêu vẫn ở ngoài tầm với khiến bạn mãi chẳng thể chạm tay vào. Nhìn những cặp đôi tay trong tay ngoài kia, hạnh phúc ngập tràn giữa họ khiến bạn cũng muốn mình có được tình yêu như vậy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 6 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.
Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy, giữ tiền cẩn thận, chớ nên đầu tư mù quáng. Có tin xa về chuyện tình cảm, ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình. Đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước. Ngày khởi đầu mọi sự. Nếu công việc, vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn quá trình. Có tin tốt về tài lộc, hoặc có hỷ sự, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa, đừng vội tin những lời hứa hẹn hấp dẫn kẻo bị lừa trắng tay. Ngày có tin tức ở xa hoặc có khách đến đem chuyện vui về tình cảm. Cần cẩn trọng những người không hẹn mà gặp, hoặc đã quen biết từ lâu chỉ vì lời qua tiếng lại mà gây bất hòa, tranh chấp. Nếu có sự hẹn hò đính ước từ trước không thành thì nay có kết quả. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ, nên hài lòng với thực tại, tránh xa kiểu làm giàu bất chính. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn. Nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc. Đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc, tình yêu vẫn chưa gõ cửa, vẫn lẻ bóng đơn chiếc. Đi vào chuyện tình cảm, hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả. Nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn. Có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim, ghen tị với hạnh phúc của các cặp đôi xung quanh. Không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng. Công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Con số may mắn, 48. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ tị, Dậu Tuất. Tử vi tuổi Dậu. Có tam hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu có thể phát triển một cách tự tin những lĩnh vực mà mình muốn. Đừng quá lo lắng về tuổi tác của bản thân bởi chỉ cần bạn thực sự đam mê và nỗ lực thì không bao giờ là muộn. Có thể quyết định này không được nhiều người ủng hộ nhưng chỉ có chính bạn mới quyết định mình sẽ làm gì thôi. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc tài thần, giúp cho mọi việc được tiến triển một cách thuận lợi hơn. Bản mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu chọn được hướng đi chính xác. Tỷ Thiên nhắc nhở những người đang đi làm rằng bạn nên chú ý cách cư xử với những đồng nghiệp xung quanh. Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp nào xảy ra trong tập thể, hãy cố giữ mình đứng ở vị trí ngoài cuộc hoặc trung lập để tránh rắc rối không đáng có. Ngũ hành tương sinh dự báo người tuổi Dậu trở nên khá đào hoa trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể sẽ có nhiều đối tượng khác giới có ý định tiếp cận bạn. Còn nếu đã lập gia đình, con giáp này có một ngày yên bình bên những người thân thương nhất. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy, được tự tin phát triển trong lĩnh vực mình mong muốn. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp. Có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa, cứ thỏa sức theo đuổi đam mê. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý. Không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, dễ hao tài, nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ, nên chọn hướng xuất hành may mắn để mọi việc suôn sẻ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết, ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc, chú ý cách cư xử với đồng nghiệp, cố gắng giữ bản thân ở vị trí trung lập. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc, tài lộc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích.
có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đào hoa nở rộ, tình cảm hài hòa. Nên thay đổi chỗ ở công việc hoặc cố gắng giải quyết công việc cũ trong ngày. Không nên để người dòm ngó thị phi hoặc bị khiển trách. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc nhưng không vừa ý, dễ hao. Đề phòng rủi ro hoặc có tin buồn. Có sự sửa chữa tu bổ về đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. Con số may mắn, 5, 7. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, vàng kim. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện Sửu Tuất tương hình cho thấy người tuổi Tuất có thể phải chịu rắc rối do cái tính tự tin thái quá của mình. Bạn là người có tinh thần dũng cảm, lúc nào cũng muốn xông lên phía trước nhưng đôi khi lại không tính toán cẩn thận nên rất dễ gặp phải trở ngại. Nhân lúc có chính ấn hậu thuẫn như hôm nay, con giáp tuổi Tuất đừng bỏ qua cơ hội để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp. Sống trong môi trường tập thể, điều quan trọng là cần phải dung hòa được với mọi người. Một thái độ và hành động có chừng mực, tôn trọng cộng sự, không huênh hoang những thành tích mà mình đạt được sẽ giúp bạn phát triển thuận lợi hơn rất nhiều. Có như vậy bạn mới được đồng nghiệp và lãnh đạo coi trọng. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có thể gặp rắc rối do cái tính tự tin thái quá. Ngày có sự hao tốn, hoặc mệt nhọc vì cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân về các vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm. Có tin tức ở xa. Ngày của sự đáo hạn của công việc, tiền bạc, tình cảm. Đã đến lúc cần phải có sự kết thúc về mọi việc không nên dây dưa. Nếu mọi dự tính chờ đợi đã lâu, thì nên tiến hành. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có tinh thần dũng cảm nhưng thiếu tính toán cẩn thận nên dễ gặp phải trở ngại. Nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội vã kết thúc, nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc cần cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên. Việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, thái độ khiêm tốn, tôn trọng cộng sự sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Chưa phải là lúc làm mạnh. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Cũng không nên quyết định ngay cho công việc mong muốn, phải chờ vào một ngày khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tránh dịch chuyển vị trí đồ đạc, sửa chữa đục đẽo ở hướng nam. Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa. Công việc dù có tốt đến mấy cũng phải đề phòng có rủi ro bất ngờ xảy ra. Hao tốn về giúp đỡ, quà cáp tiệc tùng. Sự mong cầu về tiền bạc chậm, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Con số may mắn, 1, 2. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Mão, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Hợi. Thương quan nhập cục khiến người tuổi Hợi khó mà để tâm vào công việc của mình. Bản mệnh dễ bị phân tâm bởi những chuyện cá nhân, không còn tâm trí giải quyết công việc hay đảm đương trọng trách nào. Tuổi Hợi cần phải chấn chỉnh lại ngay thái độ làm việc của mình đi nhé nếu không muốn những phút giây chảnh mảng thế này trở thành rào cản trên con đường rộng mà bạn đi trong tương lai. Thủy thổ xung khắc khiến vận trình tình cảm của con giáp này gặp nhiều trắc trở. Tình yêu nếu chỉ đến từ một phía khó lòng mà bền vững. Bạn luôn suy nghĩ cho đối phương, hy sinh nhiều thứ để dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất. Nhưng dường như thứ bạn nhận lại chỉ là thái độ lạnh lùng và dửng dưng của đối phương. Điều này khiến bạn tổn thương rất nhiều.
Khi cảm thấy mối quan hệ này quá vô vọng, đừng ngần ngại từ bỏ để đi tìm hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Hãy yêu thương và chăm sóc cho mình nhiều hơn, đừng để cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh một người mà vứt bỏ lý tưởng của bản thân. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, không để tâm vào công việc, dễ bị phân tâm. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng, dù có quyết định tiến lên cũng gặp sự cản trở vấp váp, nhưng cũng không nên bỏ dở, nên chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, dọn dẹp, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cần sớm chấn chỉnh thái độ làm việc. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn, có chuyện gặp rủi do thất bại hoặc có chuyện tang thương cho mình hoặc cho người thân, bè bạn. Gia đạo bất an, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hy sinh rất nhiều cho chuyện tình cảm nhưng không được hồi báo xứng đáng. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đôi khi cần phải từ bỏ những thứ vô vọng để kiếm tìm hạnh phúc thật sự. Làm gì cũng không nên quá đáng, nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ, hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả. Có sự rời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy luôn yêu thương và chăm sóc bản thân. Ngày không tốt cho mọi việc. Không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng, mà nên xem xét lại những việc làm của mình ở quá khứ mà có sự khiển trách, phiền lòng. Ngày có nhiều tin xấu, hoặc gặp những chuyện không đâu. Tài lộc kém. Con số may mắn, 9, 4. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.